dị ái vi doanh. Thời Yến không đợi nữa, ra sức khẳng định chủ quyền. Ngoài cảm giác ngọt hơn mật giữa Thời Yến Vương Hạc Đệ và Trịnh Thu Ý Bạch Lộc, bộ phim còn thể hiện dũng khí của người trẻ. Nhiều khán giả cho rằng thiết lập của nữ chính rất mâu thuẫn, Trịnh Thu Ý thông minh xinh đẹp tài năng, nhưng lại muốn trở thành mợ út của Tiểu Tam phá hoại tình cảm giữa cô và bạn trai cũ. Đối với một bộ phim ngôn tình, tất nhiên sẽ còn nhiều chi tiết khiến khán giả lý trí không còn phải cạn lời. Điểm mấu chốt ở đây do sự tức giận, không quan tâm khi bị bạn trai phản bội. Quan trọng là vì Thư Ý nhầm tưởng cậu út của Tiểu Tam là Thời Yến, vị tổng giám đốc đẹp trai tuổi trẻ tài cao, đi nên từ chính thực lực của mình chứ không phải cậu ấm sữa hơi và gia đình. Bên cạnh đó, anh là thành phần rất quan trọng trong con đường sự nghiệp của Thư Ý. Anh là cơ hội để cô có thể thăng tiến trong giới phóng viên, thực hiện lý tưởng của tạp chí giới tài chính của bản điện tử. Hội tụ đủ yếu tố lý tưởng này, Trịnh Thư Ý mới quyết tâm phải chinh phục được Thời Yến. Thế nhưng cũng chính vì xuất phát không đơn thuần này khiến cho bản thân cô cảm thấy chột dạ, lo lắng anh sẽ hiểu lầm mình. Trong tình yêu đôi lứa có rất nhiều vấn đề phát sinh nằm ngoài tầm kiểm soát và mong muốn của người trong cuộc. Không chỉ có những niềm vui ngọt ngào, mà còn có những mâu thuẫn, cảm xúc tiêu cực, hiểu lầm, hoài nghi về đối phương. Nhưng chỉ những gia vị mặn ngọt, chua, đắng cay là những chất gia cố cho tình yêu của cả hai thêm sâu đậm và bền chặt. Trong chuyện tình yêu lãng mạn của cặp đôi trai tài gái sắc Thời Yến và Trịnh Thư Ý, không ai thua kém ai, không ai ngu xuẩn đến mức không ai đối diện với tiếng lòng mình. Cả hai đều đang nỗ lực tiến đến gần nhau, cùng lúc vượt qua những trở ngại trong công việc để ngày càng tỏa sáng. Một số khán giả có thể cho rằng tình yêu trong bộ phim rất cổ tích, không hiện thực, nhưng bạn có từng nghĩ đến thế giới muôn hình vạn trạng, thậm chí có những điều chúng ta không tưởng đều vẫn xuất hiện và tồn tại ở đâu đó trong vũ trụ bao la này. Phần lớn những cô gái xinh đẹp tài năng trong đều thực đều rất tự tin cá tính, họ có thể tạo ra và nắm bắt rất nhiều cơ hội. Họ còn không ngừng nỗ lực để chứng minh thực lực không chỉ dựa vào lợi thế nhan sắc của bản thân, Thư Ý là hình mẫu như vậy. Nữ chính Bạch Lộc không xinh đẹp theo kiểu khuynh quốc khuynh thành, làm chúng sinh đảo điên, nhưng nào có một chuẩn mực giới hạn cụ thể cho nét đẹp của một người con gái. Trong khi đó, nữ diễn viên đã thể hiện tương đối tốt, đủ ấn tượng và tỏa sáng để nhận được sự yêu mến công nhận của khán giả. Bên cạnh cảm giác lãng mạn, tình từ đến rụng rời trong tình yêu không chỉ giữa Thời Yến Vương Hạc Đệ và Trịnh Thư Ý Bạch Lộc, dị ái vi doanh còn đồng thời mang đến cái gọi dũng khí. Đôi khi chúng ta vì nhút nhát sợ hãi lo lắng mà để vụt mất đi nhiều thứ và rồi phải để lại không ít tiếc nuối.